Chào mọi người, một ngày an lành hạnh phúc mới nữa nha. Cái này là cái nồi nước đường. Mình sẽ nấu cái nước trà sữa, là mình làm mình bán sữa trân châu. Nhưng mà mình không có làm giống người khác. Ở đây là mình làm 1 kg đường cho khoảng 3 lít nước. 3 lít nước cho 1 kg đường. Như vậy là khoảng nửa cái bịch sữa này là sữa Thái này nha mọi người. Mình làm rất là an toàn và vệ sinh sức khỏe. Uống không có bị độc hại. Mình nấu với đường cát, với sữa tươi, sữa bột này nè. Xong thì mình bán 1 ly trà sữa với sữa tươi. Mình để phần nửa sữa mình nấu này và phần nửa sữa tươi. Rồi sau đó thì các em nhỏ trẻ đó nó thích uống siro gì đó mình để thêm vô cho nó có hương vị. Chứ mình không có làm trà sữa cái dạng mà bắt chước giống ai hết, mà cái này là mình sáng tạo để mình làm cho nó ngon, rồi nó đặc biệt hơn, rồi nó sẽ có cái vấn đề là không có ảnh hưởng tới sức khỏe. Tại mình bán qua năm suốt tháng, bây giờ là nước đường của mình nó đã sôi, bây giờ mình cho sữa từ từ vô nha. Này là mình cho từ từ thôi, đang sữa mình vừa đổ vô và mình vừa quậy đang cho nó đừng có đóng cục. Tại vì nếu mà mình không quậy như thế này thì mình đổ đại vô nó sẽ đóng cục lại đó mọi người, nó quấn cục lại. Cho nên mình làm như vậy thì khi mà mình cho sữa vô thì nó không bao giờ đóng cục lại. Mình cho từ từ vô, vừa quậy trên cái nước đường của mình, sữa nó tan rất là nhanh, nó không có bị quấn cục lại. Cái bịch sữa này là nó khoảng 1 kg nha mọi người, mình nấu mình chia làm hai á, là mình nấu hết nửa bịch rồi, bây giờ còn nửa bịch nữa nè các bạn. Thì sữa của mình nó rất là ngon, nó thơm lắm, nó thơm cái mùi sữa lắm các bạn. Mình nấu chín sôi đàng hoàng như thế này nè, mình cho các em uống nó rất là an toàn, không bị đau bụng. Những người ta bán trà sữa người ta làm hào nhoáng vậy lắm, cho nên có khi uống vô trẻ nó bị đau bụng á. Mình thì bán, mình làm, mình chú trọng như chất lượng rất là nhiều. Bởi vì sức khỏe an toàn là trên hết. Phải ngon rồi phải bổ dưỡng, phải an toàn sức khỏe cho các em uống ăn được là lành mạnh. Thì nước đường nó đã sôi rồi thì sữa nó hoàn toàn nó chín rồi đó. Mình cũng không cần cho nó sôi ùn ụt lên đâu các bạn. Cái độ nóng khoảng 80-90 độ C trở lại là được rồi. Rồi như vậy là mình tắt bếp nha. Mình không cần cho nó quá sôi hồng một đâu. Như vậy là nó đã chín sữa hoàn toàn rồi đó. Rồi chỉ còn để nguội nữa là mình vô keo mình để vô tủ lạnh. Mình sẽ để vô tủ lạnh nên cho nó lâu hư. Thì cái độ ngọt với sữa nó cũng đã vừa rồi, nhưng mà nếu mà mình muốn để cho nó an toàn á, mà nó không có bị chua hay là nó không có bị hư á, thì mình sẽ để vô tủ lạnh, mình để nguội rồi mình vô keo mình để vô tủ lạnh nha. Rồi mình bán chừng nào hết rồi bắt đầu tiếp tục mình nấu cái mới. Rồi mình chỉ chia sẻ một chút như vậy bao nhiêu thôi là được rồi hả mọi người. Nếu mà mình muốn uống trà sữa tại nhà thì mình nên làm như vậy đó, mình chế biến mình uống nó rất là an toàn mà dễ làm nữa nên các bạn. Rồi chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người thành công nha, ngày mới tốt đẹp.